Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mac Home. Mac Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mac Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mac Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mac Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mac Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mac Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mac Home. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mac Home. Như thường lệ trong chuyên mục Nhà đẹp Mac Home thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những công trình đẹp do chúng tôi thiết kế. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Quang có địa chỉ tại Mê Linh của Hà Nội quý vị. Hà Nội là một trong những nơi mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là thi công phải nói rất là nhiều công trình rồi. Tại vì văn phòng làm việc của chúng tôi thì có một văn phòng chính thức là đặt tại 180 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội, cho nên là cũng có rất là nhiều khách hàng tại đây đã di chuyển trực tiếp đến để gặp gỡ cũng như là trao đổi làm việc với đội ngũ kiến trúc sư. Về phạm vi hoạt động thì chúng tôi thiết kế và thi công trên cả nước, vậy nên cho dù là quý vị ở bất kỳ đâu, thành thị hay là nông thôn, chỉ cần quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ đến Mac Home để được hỗ trợ và tư vấn. Cái số hotline công ty của chúng tôi thì sẽ gồm có cụ thể, quý vị có thể liên hệ cũng như là nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua các số sau: 096 445 8888, 0828 133 333, 0924099999. Các văn phòng còn lại thì chúng tôi đặt tại Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Buôn Ma Thuột. Bất cứ khi nào quý vị có thời gian, chúng tôi rất là hoan nghênh quý vị có thể di chuyển trực tiếp đến để chúng ta tiện trong việc trao đổi nè quý vị. Kết hợp với đó là sẽ tham quan showroom vật liệu của Mac Home. Về vật liệu độc quyền thì chúng tôi sẽ có những sản phẩm như là sơn chống thấm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, cửa thông phòng, sàn gỗ, thiết bị điện, mái ngói vi kẹo v.v. Các công trình đẹp thì chúng tôi sẽ có chia sẻ đăng tải cập nhật mới mỗi ngày. Quý vị có thể vào kênh YouTube Mac Home nè, cũng như là kênh YouTube Nhà đẹp Mac Home, hay là quý vị truy cập vào trang web mahomegroup.vn, trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Chúng tôi có phân chia ra công trình thiết kế, công trình thi công và sẽ có cả các mẫu nội thất. Trong đây thì cũng sẽ rất là đa dạng về phong cách, kiểu dáng hay là mức độ đầu tư tài chính. Có cả nhà máy Nhật, máy Thái, máy Lệnh, máy Bằng, máy Mansa, nhà 2 tầng, 3 tầng, 1 tầng, nhà vườn đầy đủ hết quý vị. Còn nếu như trong trường hợp quý vị sử dụng Facebook thì có thể gõ tìm kiếm là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mac Home để giao diện của trang fanpage. Như quý vị thấy trên màn hình, chúng tôi sẽ có đến hơn 65.000 người theo dõi nè quý vị. Thông tin thì đăng tải cũng sẽ rất là cụ thể và rõ ràng. Quay trở lại công trình ngày hôm nay, đầu tiên thì xin mời quý vị cùng xem qua một vòng thiết kế 3D ngoại thất của công trình với tất cả các mặt, mặt trước, mặt sau, hai bên hông, góc nhìn từ trên nhìn xuống, phối cảnh ban ngày cũng như là phối cảnh ban đêm. Đây là công trình mái Nhật 2 tầng và mang phong cách kiến trúc hiện đại. Chúng tôi cũng có chia sẻ đi, chia sẻ lại rất là nhiều lần. Việc xác định hệ mái, số tầng cũng như phong cách là những thứ rất là quan trọng để định hình nên ngoại thất công trình của chúng ta. Về mái thì sẽ có rất là nhiều loại mái như là mái bằng, mái Nhật, mái Lệch, mái Thái, mái Mansa nè quý vị. Tùy vào sở thích và cả mức độ đầu tư tài chính nữa thì chúng ta có thể cân nhắc để lựa chọn. Trong đó thì mái Nhật phải nói là một trong những loại mái mà được rất là nhiều khách hàng của Mac Home lựa chọn. Bởi vì về chi phí thì hợp lý phải chăng. Công năng thì chúng ta thấy là tính thẩm mỹ nè, có độ cao cho nên là cũng sẽ góp phần trong việc chống nóng và thoát nước mưa.
Chưa kể là loại máy này thì rất là dễ để có thể kết hợp cùng với nhiều phong cách, kiểu dáng cũng như là hình khối khác nhau. Chúng ta ứng dụng lên công trình nào cũng sẽ mang đến những vẻ đẹp nhất định. Với công trình này thì về phương diện màu sắc, chúng tôi lựa chọn sẽ là gam màu trắng và gam màu xanh ghi. Cả hai màu sắc này đều là những màu sắc chúng ta thấy khá là phổ biến bởi vì nó mang đến những ưu điểm nhất định. Đầu tiên là cho chúng ta cảm giác rất là dịu mắt, hài hòa nè và yên tâm là có thể sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài. Bởi vì chắc chắn là chúng ta không mong muốn công trình của chúng ta chỉ sơn lên màu sắc chừng vài năm lại bị lỗi thời lỗi mốt. Đó là vấn đề mà chúng tôi hết sức là tính toán để tránh không phải vướng phải. Tại đây một số vị trí quý vị thấy là chẳng hạn như là phần rãnh của cột nè, thì chúng tôi sẽ lặp lại màu xanh ghi một lần nữa. Với việc lặp đi lặp lại một số màu sắc, nó cũng là cách để cho chúng ta có thể tạo nên sự kết nối về phương diện màu sắc. Tuy nhiên là cũng phải có sự tính toán quý vị, chứ không phải là chúng ta ngẫu nhiên là có thể ứng dụng lên công trình một cách tùy ý được. Về vật liệu ốp lát thì ngay vị trí cột ở đây chúng tôi sẽ sử dụng gạch Việt Nhật. Bên dưới phần chân đế của công trình sẽ là đá tự nhiên. Đá tự nhiên chúng tôi cũng sẽ sử dụng để ốp bên ngoài của bùn hoa. Về thiết kế bùn hoa thì chúng ta lưu ý một điều như thế này là cần phải tính toán đến việc chống thấm. Bởi vì đây là nơi mà chúng ta trồng trọt, bên trong thì có đất, có cát nè. Thỉnh thoảng chúng ta còn phải tưới cho cây hoa thì nó còn có cả nước nữa. Vậy nên là chắc chắn phải tính đến việc là chống thấm như thế nào, tránh việc ảnh hưởng đến kết cấu bên trong công trình của chúng ta. Trên màn hình quý vị sẽ là góc nhìn mà chúng ta thấy được cả vị trí sảnh chính và sảnh phụ nè. Bao giờ chúng tôi thiết kế cũng sẽ có sự tương đồng với nhau về mặt kiến trúc cũng như là các phương diện màu sắc. Bởi vì như vậy thì mới tạo nên được tổng thể ăn nhập và hài hòa với nhau. Sảnh chính bên trên sẽ là phần mái sảnh, bên dưới là hai chiếc cột vuông. Thì sảnh phụ chúng tôi cũng thiết kế như vậy, hoàn toàn tương đồng quý vị. Bậc ở đây sẽ là bậc 5 cấp, tượng trưng cho yếu tố ngũ hành trong một công trình. Mỗi bậc thì sẽ có kích thước chiều cao là 15cm. Nhìn vào hình ảnh 3D thôi thì chúng ta cũng cảm nhận được sự cân đối và hài hòa giữa phần đế, phần thân với phần mái bên trên. Ở công trình này, nếu như vị trí này chúng ta chỉ sử dụng là bậc 3 cấp thôi, thì có cảm giác là công trình phần đế sẽ không được cân đối bằng hai phần còn lại. Tiếp theo cũng ở vị trí bên hông, để tạo nên điểm nhấn thì chúng tôi có bố trí thêm, đó là chi tiết ống khói trang trí. Bên ngoài chúng tôi lựa chọn đá tự nhiên để ốp lát, giúp tăng thêm tính thẩm mỹ. Ở công trình này, những vị trí tường quý vị thấy là chúng tôi sẽ không sử dụng thêm những vật liệu trang trí ốp lát khác nữa để tránh cảm giác là làm cho công trình bị nặng nề cũng như là rối rắm. Thay vào đó thì chúng tôi sẽ thiết kế chỉ âm. Với chỉ âm này thì quý vị thấy là đơn giản, mang đến tính thẩm mỹ cao. Nhưng mà trong quá trình chúng ta thi công thì cũng cần phải tính toán để đảm bảo là chính xác về mặt kích thước. Các khoảng cách thì phải đều với nhau và các đường chỉ âm này thì phải song song để đảm bảo tính thẩm mỹ một cách tốt nhất. Phía sau này thì sẽ có thêm một lối tiếp cận nữa. Đây là lối cửa hậu dẫn ra vị trí khoảng sân phía sau. Về sân vườn thì chúng tôi khuyến khích là quý vị nên có sự tính toán thiết kế, bố trí trồng thêm nhiều cây xanh, che bóng mát. Quý vị, lý tưởng thì chúng ta có thể kết hợp với cả cỏ sân vườn lẫn những vị trí khoảng thoáng nhất định trồng trọt cây xanh. Những diện tích còn lại thì chúng ta có thể là sử dụng gạch hoặc là đá để ốp lát thêm. Như vậy nó sẽ tạo nên cảm giác cho chúng ta là xanh mát, nhiều sinh khí. Sau này cây xanh lớn lên còn che bóng mát, giảm bức xạ nhiệt lên công trình đâu quý vị. Còn nếu như mà chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng gạch hoặc là đá và ốp cho toàn bộ vị trí sân vườn như thế này thì vào những thời điểm nắng nóng cao độ trong ngày, chúng ta sẽ có cảm giác hơi khó chịu. Đó là phần mà quý vị cần lưu ý. Còn đây là hình ảnh phối cảnh 3D của công trình vào ban đêm. Đèn ngoại thất thì chúng ta có thể đặt ở vị trí cột sảnh nè, tiếp đến là vị trí tường và khoảng đua ra của mái, nếu quý vị thích thì chúng ta cũng có thể bố trí thêm, chủ yếu là cung cấp ánh sáng cho công trình vào ban đêm, giúp cho công trình của chúng ta lung linh hơn, nhiều điểm nhấn hơn. Với một góc nhìn xa hơn sẽ là thiết kế của vị trí cổng và tường rào. Cánh cổng ở đây chúng tôi lựa chọn là sắc sơn tĩnh điện. Bởi vì công trình chính của chúng ta mang phong cách kiến trúc hiện đại rồi quý vị, cho nên là những vật liệu xuất hiện ở công trình cũng phải là những vật liệu tiên tiến, đơn giản thôi, không cần quá cầu kỳ đâu, nhưng mà vẫn đảm bảo được sự tinh tế và tính hiện đại nè quý vị. Với sắc sơn tĩnh điện thì nó có một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài, cho nên là chúng ta yên tâm sử dụng, tránh được tình trạng hoen dỉ cũng như là oxy hóa.
bên trên tạo hình mái cổng thì sẽ sử dụng với ngói, chúng ta thấy ở đây cũng là cùng một loại ngói với công trình chính ở bên trong, cả về màu sắc lẫn thiết kế. Tường rào thì với vị trí mặt tiền, quý vị có thể tạo nên những khoảng thoáng như thế này. Tiếp đến ở một góc nhìn khác đi quý vị. Tại đây thì quý vị thấy là ngay vị trí phân tầng chúng tôi cũng có thiết kế mái đua ra. Mục đích đầu tiên là để trang trí, tạo cho công trình điểm khác biệt. Và thứ hai là nó cũng sẽ thay thế cho mi cửa trong việc ngăn chặn nước mưa văng vào bên trong công trình của chúng ta. Đây là một số chia sẻ của chúng tôi về phần 3D ngoại thất của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến một số hình ảnh thực tế mà chúng tôi có ghi lại trong quá trình về gặp gỡ, đo đạc, khảo sát khu đất cũng như là có những sự trao đổi với gia đình. Đây quý vị, công trình hiện trạng, còn đây là hình ảnh đội ngũ của chúng tôi ký kết hợp đồng với gia đình. Tiếp theo sẽ là góc nhìn, một góc nhìn khác để chúng ta thấy từ trên nhìn xuống rõ hơn về khuôn viên của khu đất, vị trí công trình hiện trạng, phía trước sẽ là khoảng sân vườn, còn đây là đường giao thông, hai bên các phía sẽ là công trình của hàng xóm lân cận. Về bộ hồ sơ mà chúng tôi gửi đến cho quý khách hàng thì sẽ gồm có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, kết cấu, điện nước cũng như là dự toán. Mỗi phòng ban thì sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng quý vị, và trong quá trình mà chúng tôi lên ý tưởng thì quý vị có thể trao đổi để tiến hành chỉnh sửa sao cho đưa ra được phương án thiết kế một cách tối ưu nhất. Với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì đầu tiên sẽ là một lục bản vẽ kiến trúc để quý vị hệ thống là những nội dung chính. Tiếp đến sẽ là mặt bằng hiện trạng, tổng khu đất của gia đình là 500m², tương đối rộng rãi. Tiếp đến là mặt bằng định vị nè quý vị. Đây sẽ là vị trí chúng tôi tiến hành thi công xây dựng công trình, đẩy về một góc so với khuôn viên khu đất. Còn vị trí mà quý vị thấy trên màn hình ở đây sẽ là nơi mà chúng tôi thiết kế cổng. Tiếp theo, bát trạch của gia chủ, công trình này thi công xây dựng về hướng đông. Hướng đông ở đây là phục vị, nhận được sự giúp đỡ là hướng tốt. Tiếp đến kích thước xây dựng, chiều ngang của công trình 13,88m và chiều sâu sẽ là 12,24m. Diện tích sử dụng chúng tôi tính được cho hai mặt sàn là 236m². Về các khu vực chức năng thì chúng tôi sẽ bắt đầu có sự tính toán dựa trên những yêu cầu của gia chủ là số lượng thành viên cũng như là về cả phần diện tích xây dựng cho công trình nữa. Ở tầng 1 sẽ là phòng khách, khu vực phòng thờ, tiếp đến sẽ là phòng bếp ăn và đây sẽ là khu vực phòng ngủ với diện tích 16m². Cuối cùng ở tầng 1 là khu vực nhà vệ sinh chung. Thông thường thì chúng tôi sẽ khuyến khích gia chủ là nên đặt phòng thờ ở tầng cao nhất trong công trình để có thể đảm bảo về tính tôn nghiêm. Tuy nhiên là tùy vào từng công trình khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng đến từ gia chủ, cho nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng để có thể cân đối sao cho phù hợp với yêu cầu của gia đình cũng như là những vấn đề liên quan như là sự tiện nghi thẩm mỹ, cả tính phong thủy và khoa học khi bố trí công năng. Với việc chúng ta đặt phòng thờ ở tầng 1 như thế này thì bên trên cũng nên hạn chế bố trí các khu vực chức năng, đặc biệt là phòng ngủ. Thì quý vị thấy ở trên tầng 2 nè, chủ yếu là vị trí này thì sẽ là khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình. Trên này thì sẽ có thêm 3 phòng ngủ nữa. Với diện tích quý vị thấy cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Phòng ngủ số 2 và số 4 cùng diện tích 20m². Chưa kể là phòng ngủ số 4 còn có khu vực nhà vệ sinh khép kín bên trong, cho nên đây là một căn phòng rất là lý tưởng. Phòng ngủ số 3 là phòng ngủ thường, tuy nhiên diện tích cũng thoải mái 16m². Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Khu vực nhà vệ sinh chung trên tầng 2 được đặt đồng trục với tầng 1 bên dưới. Như thế này thì sẽ tiện trong việc chúng ta bố trí hộp kỹ thuật cũng như là đi đường ống nước. Khoảng không gian còn lại là khu vực giặt phơi cũng như là sân chơi. Tiếp đến thì xin mời quý vị cùng xem qua hình ảnh bốc máy 3D nội thất của công trình. Xem qua hình ảnh này thì chúng ta dễ dàng hình dung hơn về cách phân chia diện tích các không gian cũng như là có thể tham khảo về cách đặt để đồ dùng nội thất bên trong. Từ vị trí bên ngoài cửa chính chúng ta đi vào trong sẽ là một khoảng không gian thoáng được xem như là tiền sảnh vậy đó quý vị. Đây sẽ là nơi chủ yếu là di chuyển thôi, lưu thông không khí. Phòng khách, vị trí quý vị thấy ký hiệu số 2 trên màn hình. Cơ bản là sẽ có một bộ bàn ghế là phục vụ cho nhu cầu vui chơi thư giãn. Tiếp đến sẽ là vị trí đặt tivi. Vị trí này thì chúng ta thấy là rất là hợp lý rồi. Nó vừa có giá trị về công năng, chưa kể là bên cạnh đó còn có tính thẩm mỹ và cũng giúp khéo léo che đi khu vực nhà vệ sinh ở phía sau. Tiếp đến là khoảng không gian phòng thờ, nơi tôn nghiêm nhất trong công trình. Khu vực nấu nướng và ăn uống thì kết nối với cửa đi để dẫn ra sảnh phụ, cho nên là về vị trí thì thoáng mát dễ chịu. Tiếp theo đó, các khu vực
chúng ta thấy là với khu vực nấu nướng và ăn uống như thế này thì không thể nào thiếu được vị trí của bộ bàn ghế ăn. Tiếp theo là dựa vào bố cục của căn phòng này thì chúng tôi đưa ra quyết định là sẽ thiết kế ở đây hệ tủ bếp hình chữ L giúp tối ưu hóa không gian. Với khu vực sinh hoạt riêng ngủ nghỉ thì bên trong tùy vào sở thích của từng gia đình thôi. Chúng ta có thể bố trí những món đồ khác nhau nhưng mà cơ bản chắc chắn không thể thiếu đó là giường ngủ. Giường ngủ thì chúng tôi sẽ ưu tiên đặt ở vị trí đẹp, thoải mái, rộng rãi nè. Cũng như là cần có một điểm tựa chắc chắn tựa vào tường như thế này. Tiếp theo sẽ là hình ảnh bốc máy trên tầng 2. Thì quý vị, bên ngoài sẽ là khoảng sân chơi. Đi vào vị trí này số 5 sẽ là khu vực giặt vôi. Tiếp đến vị trí ký hiệu số 1 đây là phòng sinh hoạt chung, phục vụ cho nhu cầu vui chơi cũng như là nghỉ ngơi thư giãn của cả gia đình. Tiếp đến về vị trí của các phòng ngủ thì quý vị thấy là chúng tôi đã chỉ định ra cụ thể vị trí giường ngủ, vị trí bàn trang điểm, bàn làm việc, táp đầu giường hay là kể cả các chi tiết trang trí chúng tôi cũng đã có thể hiện ra cụ thể ở đây. Phòng ngủ thì là nơi sinh hoạt riêng tư, vậy nên là chúng tôi rất là chiều theo ý của từng thành viên trong gia đình về phương diện màu sắc nè, hoặc là cách đặt để đồ dùng nội thất ra sao. Chủ yếu là chúng tôi mong muốn sẽ mang đến một không gian thật sự thoải mái cho quá trình nghỉ ngơi cũng như là sinh hoạt của thành viên trong căn phòng. Bởi vì quý vị biết là sau một ngày dài chúng ta làm việc, chúng ta học tập bên ngoài rất là mệt mỏi, cần có một không gian phải nói là tiện nghi để có thể là tái tạo lại năng lượng sau một ngày dài. Chưa kể là với căn phòng này thì mỗi người chúng ta gắn bó ít nhất cũng phải là 8 tiếng trong ngày cho việc nghỉ ngơi, ngủ nghỉ. Vậy nên là chúng tôi phải tính toán làm như thế nào đó thật là tiện nghi. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo là căn phòng đầy đủ ánh sáng, quá trình lưu thông, đối lưu không khí cũng mới diễn ra liên tục. Quay trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, nội dung tiếp theo thì quý vị thấy là chúng tôi sẽ có gửi đến quý khách hàng, đó chính là mặt bằng thi công với cụ thể các kích thước liên quan đến các cấu kiện quan trọng, các trục và các khu vực chức năng trong công trình. Chỉ riêng bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thôi đã đến 55 trang rồi quý vị. Động đến đâu thì cũng sẽ có các chi tiết để chúng ta xem qua. Chẳng hạn như đây là mặt bằng mái nè, để quý vị thấy được các lớp mái giao cắt với nhau như thế nào. Vị trí của mái che, giàn hoa phía trên khu vực sân chơi ở tầng 2 chúng tôi cũng có thể hiện rõ ra cụ thể ở đây. Trên màn hình quý vị lúc này sẽ là mặt bằng bố trí kèo mái nè. Tiếp theo thì sẽ là một mặt bằng khác, mặt bằng đây quý vị bố trí kèo mái. Rồi tiếp đến sẽ là sơ đồ kèo điển hình nè, hoặc là các chi tiết liên quan. Về chiều cao thì công trình này sẽ có kích thước chiều cao nếu như chúng ta tính từ phần sàn lên đến đỉnh mái ở trên là 10,8m, tầng 1 3,9m, tầng 2 3,6m, riêng kích thước của mái sẽ là 2,8m. Kích thước này so với chiều ngang của công trình đã đảm bảo là tạo nên một tổng thể cân đối và hài hòa về mặt tỷ lệ. Với mặt cắt mục 1 thì quý vị sẽ xem và chúng ta thấy rõ được cấu tạo bên trong của công trình, bao gồm có những vị trí chúng tôi đổ sàn bê tông cốt thép, vị trí của hạng mục cầu thang nè, thiết kế phần mái như thế nào, hay là cửa sổ, rồi cửa thông phòng, cửa đi trong công trình. Về những công trình do chúng tôi thiết kế và thi công xây dựng, những vị trí đặc biệt chẳng hạn như là ban công, sân ướt, sân chơi, sân phơi, khu vực nhà vệ sinh, chúng tôi sẽ tiến hành hạ cốt để đảm bảo rằng nước từ khu vực này không tràn sang các khu vực chức năng khác. Từ đó thì khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong cũng sẽ tiện nghi và thoải mái hơn rất là nhiều. Với công trình này, phương pháp thi công phần mái là chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép ở có tấm mái đây, sau đó vì kèo rồi sẽ lập ngói lên trên. Về mặt bằng lát sàn, với sàn của khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sẽ sử dụng gạch chống trơn cũng như là kích thước nhỏ thôi quý vị để đảm bảo tính thẩm mỹ. Còn phần gạch chống trơn thì sẽ đảm bảo an toàn cho quá trình chúng ta di chuyển. Như chúng tôi có chia sẻ lúc nãy, với những khu vực đặc biệt trong đó có khu vực nhà vệ sinh thì sẽ tiến hành hạ cốt sàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn sẽ đánh dốc về phía phễu thu nước nữa để giúp cho nước thoát nhanh hơn. Tùy vào diện tích của từng khu vực nhà vệ sinh, nếu như diện tích nhà vệ sinh của chúng ta lớn thì quý vị có thể là đánh dốc về nhiều phía. Khi đó thì đảm bảo là thời gian thoát nước sẽ nhanh chóng nè, chúng ta sử dụng bên trong sẽ thoải mái hơn.
Ở trang số 30, mặt bằng thang từ tầng 1 lên tầng 2, cầu thang công trình của gia đình anh Quang có 25 bậc. Đây là số bậc đẹp đáp ứng được công thức 4N+1. Theo quan niệm đó chính là sinh lão bệnh tử, bậc cuối cùng rơi vào cung sinh. Vậy nên là đáp ứng được đầu tiên là về vấn đề phong thủy nè quý vị. Mỗi bậc thì sẽ có kích thước là 15,6cm. Kích thước cứ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18cm sẽ là kích thước chuẩn để đảm bảo quá trình mà chúng ta di chuyển bước lên xuống sẽ thoải mái dễ dàng, không sợ mỏi chân hoặc là bước hụt chân. Những thông tin tiếp theo thì sẽ còn rất nhiều quý vị ơi, chẳng hạn như là tại trang số 32 sẽ là mặt bằng bố trí cửa tầng 1 nè, để chúng ta xem và xác định được chính xác vị trí của hệ thống cửa trong công trình, cũng như là cả phần kích thước tính cả khuôn bao. Công trình này thì sẽ có 3 lối tiếp cận, lối cửa chính đi 1, kích thước là 2500 x 2700mm. Lối cửa đi tại sảnh phụ D3 kích thước là 1650 x 2700mm và đây sẽ có thêm một lối cửa nữa. Lối cửa này thì sẽ có kích thước là 900 x 2700mm. Việc có đến 3 lối tiếp cận như thế này phải nói là một con số lý tưởng để cho quá trình chúng ta di chuyển thoải mái hơn, chưa kể nó còn là giải pháp về quá trình lưu thông không khí cũng như là đón nhận ánh sáng tự nhiên. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi cũng rất là mạnh tay trong việc khai thác hệ thống cửa để đảm bảo rằng là mỗi khu vực chức năng ít nhất là phải có một vị trí cửa giúp đón nhận không khí và ánh sáng, đảm bảo rằng khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong sẽ thoải mái và môi trường bên trong ngôi nhà của chúng ta sẽ nhiều sinh khí. Đối với những mẫu nhà phố chẳng hạn, khi mà gặp khó khăn trong việc khai thác hệ thống cửa thì khi đó chúng tôi sẽ tính toán đến việc có những giải pháp kiến trúc thông minh chẳng hạn như là giếng trời hoặc là các vách kính cố định thay thế cho các bức tường bê tông, đảm bảo là với những công trình nào mà chúng tôi thiết kế và thi công xây dựng cũng sẽ tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Những trang tiếp theo thì quý vị có thể xem nội dung lần lượt về mặt bằng bố trí cửa sàn mái nè, hoặc là chúng tôi cũng sẽ có thông tin chỉ định ra cụ thể từng vị trí cửa trong công trình với nội dung liên quan đến quy cách, chất liệu, kích thước và số lượng. Còn đây sẽ là chi tiết mái kính. Kích thước quý vị thấy chiều này sẽ là 4,85m nè, tiếp theo sẽ là 2,52m và những kích thước liên quan chẳng hạn như là lam bê tông 150 x 200mm cụ thể rõ ràng để đơn vị thợ có thể dễ dàng căn cứ vào đây và thực hiện theo. Hoặc là quý vị muốn biết những thông tin liên quan đến gạch ốp lát trong công trình thì có thể xem tại mặt bằng lát sàn. Bên dưới chúng tôi có các ký hiệu rất là cụ thể rõ ràng cho quý vị trong việc đọc hiểu thông tin. Chuyển đến hồ sơ kết cấu, công trình này giải pháp phần móng chúng tôi đưa ra sẽ là móng băng bê tông cốt thép. Các loại móng trong xây dựng thì sẽ có móng đơn, móng băng, móng cọc, móng bè v.v. tùy vào tính chất nền đất cũng như là tải trọng công trình khác nhau mà chúng tôi sẽ đưa ra phương án sao cho phù hợp. Đối với móng băng thì loại móng này sẽ sử dụng cho những công trình thi công xây dựng trên nền đất tương đối ổn định, kèm với đó là tải trọng công trình không quá lớn. Những nội dung thì chúng tôi trình bày lần lượt thông qua các mặt bằng như quý vị thấy trên màn hình cũng sẽ rất là cụ thể rõ ràng, chúng ta dễ dàng xem qua. Về phần điện nước thì chúng tôi sẽ trình bày trong hồ sơ điện nước. Thưa quý vị, để đảm bảo tính thẩm mỹ thì đường dây điện cũng như là ống nước chúng tôi sẽ thi công âm sàn, âm tường và âm trần. Vậy nên rất cần có một bộ hồ sơ cụ thể rõ ràng ngay từ đầu. Chúng ta chỉ việc căn cứ vào và thực hiện theo, tránh những sai sót. Lần lượt những nội dung thì chúng tôi sẽ trình bày thông qua mặt bằng chiếu sáng, thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, điều hòa bình nóng lạnh, rồi chống sét tiếp địa, chống sét mái. Có cả sơ đồ khái quát lại tủ điện tổng để cho quý vị dễ dàng xem qua. Từng khu vực chức năng cũng như là các thiết bị đặc thù thì chúng tôi sẽ có một aftermarket riêng thể hiện cho quý vị thấy tại tủ điện tổng cũng như là sơ đồ nguyên lý cấp điện. Mỗi tầng thì sẽ có một bảng điện tầng cũng như là sơ đồ nguyên lý cấp điện riêng. Tiếp đến là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Đây là một thông tin quan trọng quý vị. Trong công trình của chúng ta cần sử dụng những gì, số lượng bao nhiêu và công suất cụ thể như thế nào thì chúng tôi đã có liệt kê khái quát lại rất là cụ thể tại đây. Những nội dung tiếp theo chủ yếu sẽ liên quan đến việc cấp cũng như là thoát nước trong công trình. Cuối cùng thì sẽ là dự toán xây dựng. Dự toán thì sẽ bao gồm có phần xây dựng thô, hoàn thiện và điện nước. Trong từng phần thì chúng tôi lại chia ra với cụ thể nội dung công việc, đơn vị, khối lượng, đơn giá thành tiền, ghi chú cũng như là hình ảnh kèm theo như thế này. Bóc tách ra rõ ràng cụ thể từng khối lượng cũng như là số lượng vật tư trang thiết bị như vậy thì gia chủ sẽ dễ dàng giám sát quản lý hơn. Từ đó chúng ta cũng sẽ chủ động trong vấn đề chi phí thi công xây dựng ngay từ đầu, tránh việc phát sinh quá mức kiểm soát.
hôm nay chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Quang có địa chỉ tại Mê Linh của Hà Nội. Đây là một công trình mái Nhật 2 tầng và mang phong cách kiến trúc hiện đại. Mời quý vị cùng nhìn qua tổng quát lại một lần nữa về thiết kế của công trình. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và cần thiết. Bất cứ khi nào quý vị có những thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công thì có thể liên hệ đến chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888, 082-81-33-333, 092-40-99-999. Những thông tin về công ty liên quan đến quy trình làm việc, những chương trình ưu đãi khuyến mãi hay là các mẫu nhà đẹp thì chúng tôi sẽ có cập nhật tại hệ thống các kênh truyền thông bao gồm kênh YouTube Mốt Home, kênh YouTube Nhà Đẹp Mốt Home, trang web mosthomegroup.vn, trang web thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là trang fanpage công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mốt Home. Văn phòng làm việc của chúng tôi đặt tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột. Rất là hoan nghênh nếu như quý vị có thể sắp xếp thời gian di chuyển trực tiếp đến để gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ kiến trúc sư và tham quan showroom vật liệu của Mốt Home. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.